Vâng, Hoàng Zero xin mến chào tất cả các bác. Trong video chiều ngày 25 tháng 12 năm 2020 chiều nay thì Hoàng Zero tranh thủ cũng test một cái bộ dàn gửi đến cho các bác yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc, cũng như là một bác khách ở trong Thanh Hóa có gọi điện cho Hoàng Gia Audio và mong muốn tìm một bộ dàn mini đời cao, chất lượng, có giải mã và chạy hoàn hảo các tính năng. Vâng, ở trong video này thì Hoàng Gia Audio sẽ làm một cái video thật là chi tiết test tất cả các tính năng của cái bộ dàn hôm nay Hoàng Gia Audio sẽ giới thiệu. Và bộ dàn hôm nay video giới thiệu cho các bác đó là một bộ dàn đời cao của hãng Denon. Model của nó là MG33. Như các bác đang nhìn thấy ở trên màn hình video thì một bộ dàn có cái gọi là tính thẩm mỹ khá là cao, đẹp, loa đẹp các bác nhé. Loa sở hữu hai đường tiếng thôi nhưng mà chất âm những cái bộ dàn này thì rất là hay và có đầy đủ các cổng giải mã nhé, có cả giải mã đầu ra đầu vào. Thì chiều cao của loa là 10 Hoàng Gia Audio đã bật đo là 25cm nhá. Chiều ngang của một loa là 16 các bác nhá. 16cm. Cả bộ dàn này thì rơi vào khoảng 55 các bác nhá. Chiều ngang từ đo từ góc loa bên này sang góc loa bên này kèm cả bộ dàn này, nếu mà để sát nhau thì nó rơi vào khoảng 55cm các bác nhá. Thì đây là em cung cấp cái kích thước để cho các bác nếu bác nào ở chỗ nào có kê nó bé quá thì đây là cái kích thước để các bác xem là có kê vừa không nhá, thì em báo chi tiết cho các bác. Đường kính loa bass của nó là 12 các bác nhá. Đường kính là 12, gân là gân cao su, ép đô, gân cao su. Tất cả những cái phần gân ở đây là những cái dòng này là đều là gân zin các bác nhá. Một số dòng model này nó phải thay gân rồi nhưng mà những cái với cái dòng MG33 này thì hầu như là sẽ là gân zin hết và gân còn rất là mềm. Đấy. Và đây là mặt cái đầu của nó đây ạ. Các bác nhìn này, MG33 này. Tất cả tính năng đều chạy hết nhá. Thì em cũng đã test rất là chi tiết rồi, đây sẽ test lại cho các bác luôn. Đây là đĩa MD này. Tất nhiên là cái đĩa này thì là rất ít người dùng rồi. Nhưng mà thì Hoàng Gia Audio vẫn test đầy đủ cho các bác. Vì có nói rằng là tính năng hoạt động gần hoàn hảo mà không test thì các bác nhiều khi bác lại không tin. Bộ này thì chạy CD ok. Thì hiện nay Hoàng Gia Audio đang test CD đây. Bộ này thì có chỉnh bát đép các bác nhá. Đây này các bác nhìn này, có cái nút nhỏ đây này. Các bác nhấn vào đây này và các bác tăng giảm đây này. Đấy, bát lên 10 này hết này. Dưới 10 này, đấy, đép này. Đấy, bây giờ em mời các bác vừa nghe nhạc cũng như là vừa ấy nhá, vừa để chúng ta đây là nút nách bài luôn nhá. Đấy. Đây nút nách bài này. Nách bài các bác nhá. Đó, bây giờ nát em sẽ mời các bác cùng nghe thử này và em sẽ chỉnh tép bát cho các bác nhá. Đây là bát này. Đây là tép này, tép cũng lên 10 này. Và dưới là 10 này hết này. Đấy, mời các bác cùng nghe nhạc một chút nhá. Sau đó là chúng ta sẽ đi về mặt sau của bộ dàn nhá. Và cuối cùng là sẽ báo giá các bác nhá. Mời các bác cùng nghe nhạc. Trời bây giờ trời đã sáng xuân. Đấy. Anh và mái ngủ bên bìa rừng. Chờ giấc 30 mộng ảo, ngày thơ vẫn đẹp vô cùng. Nếu xuân nay mỗi em còn nào chợt về đến xuân, ta cần nhau gặp nhau vài lần. Nhìn em bay qua đầu ngõ thì xuân nở ngập trong lòng, thương anh vào những ngày lập quê hương trong thời đau thương. Mùa xuân chia ly ok đấy. Ngoài ra thì các bác nếu nghe AUX này, các bác có thể chọn đây là cổng quang nhé, OPT là cổng quang này, tab là cổng tab AUX này để nghe các điện thoại máy tính, vì đằng sau còn rất là nhiều các cổng các bác nhé. Đây cổng có cổng cắm điện thoại này, cắm tai phone này, rất nhiều. Đó, bộ này thì hoạt động hoàn hảo. Bây giờ test MD cho các bác này. Đây MD em đã để đĩa này nhá. Đây mời các bác nghe MD nhá. Đấy, đĩa MD nhá. Chạy hoàn hảo các bác nhá. Bộ này thì giải mã không cần mồi các bác nhá. Đời cao là hầu như giải mã không cần mồi, tức là không cần bỏ đĩa MD vẫn chạy bình thường.
Có một số cái dàn là phải bỏ đĩa MD vào thì phải mồi nó mới chạy, nhưng mà những dàn đời cao thì không thể mồi. Căng kiếc đầy đủ các nhá, căng kiếc đầy đủ, căng tem đờ nông này, chữ đờ nông này. Đấy, zin nhá, rất là đẹp. Đó. Và đây là mặt sau. Đây là mặt sau của loa các bác này. Để em quay rất chi tiết cho bác này. Đấy nhá, mặt đẹp như thế này luôn. 6 ôm này. Đấy, mua serie N022 nhá, 3 số cuối là 022. Dòng này thì sản xuất tại Made in China nhá, Trung Quốc. Đó. Những cái đời này thì sản xuất ở Trung Quốc rồi. Nhiều bác cứ hỏi là mua đồ Nhật nhưng mà không có đâu các bác. Đời này nó không sản xuất ở Nhật nữa rồi. Đây là loa trái này, L là trái nhá. Vâng nhá. Đó. Đẹp nhá, góc cạnh đẹp. Đấy, và bộ dàn đây các bác này. Đây, bộ dàn rất nặng luôn. Mặt sau đây. Cổng in này, cắm điện thoại tivi máy tính này. Cổng out này để lấy tín hiệu ra này. Thì có chú bác có hai cổng quang này. In OBT là quang vào và đây là quang ra là luôn có cái đèn đỏ này. Đấy, các bác mà dùng TV Smart TV thì các bác mua dây quang cắm ở đây. Đấy, để nghe trực tiếp trên dàn hoặc là có thể làm giải mã thì lấy cái tín hiệu ở cổng out này để nghe những cái bộ dàn lớn hơn các bác nhá. Đấy, con này là 55W này, 55W. Đó, 55W các bác nhá, 55W điện áp 100V. Đấy, và cái mã máy của nó đây. Đây, nâu của nó này. 2881. Đấy. Đấy, em sẽ quay chi tiết cho các bác nhá và gửi cho các bác đúng cái bộ nào thì đúng bộ đấy. Nếu hết bộ này rồi thì sẽ làm bộ khác gửi cho các bác và sẽ gửi video cũng như là gửi ảnh chi tiết cho các bác. Đồng ý thì Hoàng Giao Đô sẽ chuyển hàng và các bác vui lòng những bộ này sẽ cọc từ 200 đến 500 ngàn tùy vào giá trị của từng bộ. Đấy, cảm ơn các bác. Nếu bác nào có nhu cầu thì cứ hãy liên hệ với Hoàng Giao Audio theo cái số điện thoại như trên tấm biển ạ. 0975 884009. Và địa chỉ ở cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, tầng 1 cuối ngõ nhà N4 các bác nhé. Có chỗ để xe ô tô cho các bác nếu bác nào đi ô tô. Ship hàng toàn quốc, giá không bao ship. Và bộ này dàn những bộ đẹp đờ nông mà đời cao như thế này thì Hoàng Gia Euro đang bán với giá là 3.200.000 đồng, giá không bao ship và ship code toàn quốc. Đó. Còn trên thị trường này các bác có thể tham khảo, có rất nhiều bên nó bán có thể rẻ hơn hoặc đắt hơn, nhưng em sẽ lấy ở cái mức vừa phải, đó là ở mức tầm trung. Tất nhiên là xấu hơn, rẻ hơn là lý do nó có thể là nó không đọc CD, hoặc là nó sản phẩm loa nó bị móp méo hay là vỡ góc hay là nó bị làm sao đấy lỗi thì đó thì nó mới bán rẻ các bác nhá. Còn bình thường những bộ dàn đẹp như thế này thì sẽ không có giá rẻ, nên các bác lưu ý là không nên so sánh giá của bên nọ bên kia mà hãy so sánh về chất lượng và hình thức hàng hóa, thì các bác nên so sánh như thế nó mới chuẩn được, vì là hàng bãi thì nó không thể là 10 bộ giống 10 bộ được. Nên là các bác vui lòng không nên nói là bên này bán đắt nên bên kia bán rẻ, mà hãy nói đến cái chất lượng và cái dịch vụ hậu mãi thì cái đấy cũng rất là quan trọng, và cái tư vấn nữa. Cảm ơn các bác và xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video mới nhất của Hoàng Giao Audio ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.